Xin chào các bạn, hôm nay mình lại tiếp tục giới thiệu cho các bạn một cái dòng sản phẩm của Hino nha. Chiếc xe Hino FC Series 500, với tải trọng của nó thì nó có xe này á, thì mình muốn giới thiệu cho các bạn thì tải trọng của cái xe này thì nó khoảng 6 tấn 2, thùng dài của nó là thùng dài 6,8 nha các bạn. Thì với phiên bản mà Hino mà Series 500 á, FC đời 2019 tiêu chuẩn thải Euro 4 á, thì nó có rất là nhiều phiên bản từ 5 tấn cho đến từ 5 tấn cho đến 6 tấn rưỡi, và thùng nó có 3 loại thùng dài 5m8, 6m, 5m8, 6m8 và 7m2 nha các bạn. Đấy là những cái phiên bản loại thùng và tải trọng của nó. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn, đây là cái thùng mui bạc, và điều đặc biệt mình muốn giới thiệu cho các bạn đây là cái thùng mui bạc bửng nhôm nha. Xe thì Hino FC thùng mui bạc bửng nhôm, tổng cộng mình có 7 bửng. Chiều dài của cái thùng là 6m8 nha các bạn. Đấy, thiết kế cái bửng khá là đẹp. Thì hôm nay mình với các bạn cùng nhau tìm hiểu nha. Chiều ngang của cái thùng là 2m4 và chiều cao của nó 2m2 nha các bạn. Đây, trước tiên mình sẽ thấy mặt phía trước của nó. Đây là cái dòng xe Hino Series 500 mình cũng đã giới thiệu rất nhiều trong cái kênh xe của mình. Ở những video trước các bạn có thể đón xem, xe cẩu, xe taxi. Thì đây là xe thùng mua bạc mình muốn giới thiệu cho các bạn. Logo Hino, số loại. Ở giữa mặt cabin nè, cabin khá là rộng rãi nè, đèn pha, đèn sương mù halogen, đèn xi nhan rất là đẹp. Đấy, lớp sơn chỉnh điện nè, rất là sáng bóng màu trắng, tiêu chuẩn thải Euro 4. Rồi, xe thì cái bánh của nó Yokohama đến từ thương hiệu Nhật Bản, có đường kính của nó là 16 inch, mặt tiếp xúc là 8.25 nha các bạn. Đấy, khuôn gầm khá là cao nè, cầu máy hộp số của xe đều nhập khẩu nha các bạn, tiền Nhật Bản hết. Bình nhiên liệu dung tích 200 lít dầu nè. Đó, bây giờ mình sẽ với các bạn tìm hiểu về phần nội thất phía trong của chiếc xe nha. Xe được trang bị kính chỉnh điện các bạn, khóa cửa trung tâm rất là đầy đủ nè. Đấy, gương chiếu hậu có rương bên hông cửa nữa nè. Nội thất không gian 3 chỗ ngồi nè, rất là rộng rãi nè các bạn. Nội thất của xe rất là rộng rãi nè, 3 chỗ ngồi, ghế thì bọc da nè, rất là sang trọng nè các bạn, rất là đẹp. Ghế bọc da rất là sang trọng, rất là đẹp nè. Hộp số của chiếc xe đó, xe được trang bị hộp số sàn 6 số tiến và một số lùi nha các bạn. Nè, rất là nhiều hộp chứa đồ, xe có máy lạnh sẵn theo xe nè, mồi thuốc lá nè. Đấy, rất là đầy đủ nha các bạn, radio nè, hộp chứa đồ nè, và có tấm che nắng nè các bạn, tấm che nắng nè, có đèn chiếu sáng trong cabin nè, có nhiều hộp, rất là nhiều hộp chứa đồ nè các bạn. Hộp chứa đồ phía trên của cái xe, tấm che nắng của nó nè. Đấy, rất là tiện dụng. Đồng hồ táp lô của nó nè, hiển thị khá là sắc nét nè, đầy đủ cái chi tiết của chiếc xe nè. Logo lăng trợ lực nè. Đấy, Hino rồi các bạn. Nhìn khỏi các không gian khá là đẹp và chỉnh chu nha. Đó là cái phần về nội thất của xe, kính chỉnh điện nè, có chế độ auto nè các bạn, khóa cửa trung tâm. Đây, bây giờ mình sẽ đợi thử cái tiếng cái động cơ cho các bạn nghe nha. Coi xe nó Hino, nghe tiếng máy của nó nha các bạn. Xe thì tiêu chuẩn cái thải Euro 4, thắng thì có trợ lực hơi nha các bạn. Đó, mình thắng cho các bạn nghe ha. Đó, thắng trợ lực hơi, thắng tay thì cơ thôi, nhưng mà thắng phanh thì trợ lực hơi, rất là an toàn cho cái xe nha các bạn. Đấy, động cơ khá là mạnh nha các bạn, khá là mạnh,
cũng cũng ngồi trong cabin thì cảm thấy cũng khá là êm, khi máy đang nổ động cơ khá là ok, rất là tuyệt vời nha các bạn. Xe Hino rất là ok, rất là tốt. Bây giờ mình với các bạn sẽ tìm hiểu về cái phần quan trọng của chiếc xe này, cái mà mình muốn giới thiệu cho các bạn nha. Đây, xe thì có 7 bửng, 6 bửng bên hông và một bửng phía sau. Đây nè các bạn, bửng nhôm. Đây là chất liệu nhôm này, rất là cứng cáp và rất là nhẹ và rất là bền nha các bạn. Đây, bao lường của cái sàn thùng là bằng inox này các bạn. Khóa bản lề của nó là bằng inox nè. Inox 304 rất là dày nha các bạn, rất là đẹp. Cản inox nè, có bọc composite nè. Trụ của nó nè. Trụ thì bên mình đóng bằng sắt thôi. Cái trụ đứng của cái thùng á thì bên mình đóng bằng sắt. Khóa trơm thì nó là bằng inox. Bửng thì nó bằng nhôm. Đấy. Về thì bằng inox nha các bạn. Đấy. Về phía sau này, đây bửng phía sau này, cũng bằng bửng bửng nhôm luôn nè các bạn. Trụ đứng cái sắt thì nó bằng sắt rất là dày nè. Bao đèn hậu là bằng inox nè, cản phía sau cũng bằng inox nè. Đấy, rất là đẹp nha các bạn. Bạc nè. Rồi, này về bằng inox. Đấy. Bình ắc quy 2. Đây là cái bầu hơ phanh dầu nhưng mà có trợ lực hơ nè. Đây là cái bầu hơ của nó bạn, bầu khí nén của nó nè. Đấy. Đó cái lốc kê của nó nè bạn. Cho xe cảm giác an toàn nè. Đây là cái dầu nè, dầu phanh nè, để cung cấp cho toàn bộ hệ thống của cái dầu phanh dầu của chiếc xe nè. Đó, có thêm cái trợ lực hơ, cái bầu hơ của nó các bạn. Rất là ok nha. Xe khá là tuyệt vời. Xe xưa nữa xe thì nó có thêm, có cái dòng xe tải mà 6 tấn này thì nó có thêm cái trợ lực hơ thì nó sẽ thắng an toàn hơn nha các bạn. Cầu rất là lớn và khá là cao nè. Xe Hino này cầu máy hộp số được nhập khẩu hết nha các bạn, rất là đẹp. Rồi bây giờ mình sẽ cùng các bạn mở thử một cái bửng để mình xem cái phần nội thất phía trong của cái thùng xe nha. Đây là cái bửng nhôm, vách trong của nó nha các bạn. Vì cái bửng vách ngoài vách trong là nhôm hết nha các bạn. Ở giữa là có khung xương nha, khung xương của nó bên đây là đóng bằng inox luôn nha các bạn, rất là cứng cáp và rất là bền. Đây là cái bửng của nó, bửng phía sau. Đây là cái bửng bên hông của nó các bạn, đều là bằng nhôm hết nè, rất là đẹp. Sàn của nó thì inox nha các bạn, inox dập sóng, 304 dập sóng nha các bạn. Đây là phía trong của cái thùng xe nè, inox 304 dập sóng dày 1,5 ly nha các bạn, rất là cứng cáp và rất là tốt. Phía trong bằng inox nha các bạn, cái khung xương của nó cũng bằng inox nha các bạn, cái khung xương chuồng heo của nó nè bằng inox, chỉ có cái trụ của nó là bằng sắt thôi nha các bạn, còn mấy cái kia là bằng inox hết, rất là cứng cáp và rất là bền nha các bạn. Bạc của nó nè. Đấy, đấy là cái phần thùng mui bạc bửng nhôm mình muốn giới thiệu cho các bạn, rất là đẹp. Xe Hino FC 6,5 tấn, thùng dài 6,8 m và nó có một cái loại thùng dài 7,2 m luôn các bạn. Thùng mui bạc bửng nhôm, xe bửng nhôm rất là cứng cáp và rất là nhẹ hơn so với cái bửng inox. Giá thì nó cũng sẽ trên hơn so với cái thùng mui bạc thường bửng inox nha các bạn. Có trục vua trăng áp, có 4 xi lanh hẳn hàng 4 kỳ. Và dung tích của nó là 5.123 lít nha các bạn. Nhưng cái xi lanh của nó đạt công suất mã lực của nó lên đến 180 mã lực.
như các bạn, công suất tối đa của nó rất là lớn trong cái những cái phân xe phân khúc tải khác như các bạn. Xe này bởi vậy mình mới nói nó rất là trâu bò như các bạn. Và không những công suất lớn như vậy mà mình nghĩ nó không có tiết kiệm nhiên liệu nha các bạn. Thật chắc nó rất là tiết kiệm nhiên liệu. Với cái dòng xe tải FC này thì khả năng tiết kiệm nhiên liệu của nó rất là tối ưu, tại vì ra điện nha các bạn. Thì nó khoảng 100 cây thì nó tiêu hao khoảng 13 đến 14 lít nha các bạn. Đối với đường hỗn hợp rất là tốt. Xe này rất thích hợp để đi cái đường dài và cái đường dài nha các bạn. Mình mua đi chở hàng từ miền Tây hay miền Trung hay là miền Bắc vô đi đường dài rất là thích hợp vì nó rất là trâu bò nha các bạn. Máy rất là bền. Đối với xe Hino các bạn yên tâm về chất lượng, rất ít hao hỏng, rất ít hư hỏng nha các bạn. Đấy. Xe rất là tuyệt vời, máy móc rất là đẹp, phục và nhớt cái trước rất là cứng cáp nha các bạn. Rất là đẹp. Đấy là cái phần mình giới thiệu về phần động cơ của chiếc xe. Xe thì đây là cái phần giới thiệu của mình về cái chiếc xe Hino FC thùng mũi bạc bửng nhôm. Thì nếu các bạn cảm thấy chiếc xe này phù hợp với bên các bạn, phù hợp với nhu cầu vận chuyển hàng hóa thì có thể liên hệ mình số điện thoại 0937 95 342 để bên mình có thể nhận đóng thùng cho các bạn một cách chi tiết nhất cái thùng các bạn muốn yêu cầu. Với cái xe tải lớn thì các thùng xe thì ngoài cái thùng tiêu chuẩn thì nó sẽ có rất là nhiều loại thùng. Đây là cái thùng ngoài cái thùng tiêu chuẩn, đây là thùng mũi bạc bửng nhôm, rất là nhẹ và rất là cứng nên mình giá thành thì nó cũng trên có hơn cái thùng tiêu chuẩn không. Thì các bạn cảm thấy cái thùng này đẹp và có thể phù hợp với bên các bạn có thể liên hệ với mình để mình có thể tư vấn cụ thể cho các bạn về cái phần lãi suất ngân hàng cũng như thủ tục mua xe thẻ góp như thế nào nha các bạn. Đó, đó là phần giới thiệu của mình về chiếc xe tải Hino FC thùng mui bạc bửng nhôm. Hoặc có thể là các bạn muốn đóng thùng kính hay là thùng chuyên dụng hay là xe cẩu hay là xe ben thì bên mình đều bán hết nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.